Con xin chúc mừng cha vừa được bầu làm giám tỉnh, có một cuộc bầu cử của toàn thể hội dòng để tín nhiệm bầu cha làm giám tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Thì trước hết là xin chúc mừng cha và chúc cha có đủ được cái sự quan phòng của Thiên Chúa để mà có thể đảm đương cái nhiệm vụ khó khăn này, cái sự vụ khó khăn này của cha. Thì cũng nhân có dịp gặp được cha ở đây, và con cũng xin một vài lời để mà cũng còn vài cái câu hỏi muốn đặt với cha. Con xin cha cho ghi giải thích cho nó được cái sự hài hòa để con được hiểu rõ ràng. Dạ. Cái thứ nhất là thưa cha, là cái nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu ạ, vậy thì có sự thay đổi gì trong cái đường lối của tỉnh dòng trong cái nhiệm kỳ mới này không thưa cha? Ở trong tỉnh dòng thì thấy là nó có nhiều cái lĩnh vực lắm: tổng đoàn, đào tạo, công đồ, truyền giáo và những cái vấn đề quản trị ấy. Cho nên là cái sự thay đổi thì nếu có những gì tốt thì chúng tôi không có lý do gì để thay đổi, còn những gì mà cần phải thay đổi thì chúng tôi sẽ thay đổi. Nhưng mà việc thay đổi đó không phải là việc của cá nhân tôi, việc thay đổi đó là phải của ban quản trị. Vì vậy cho nên hiện nay chúng tôi đang có cái kế hoạch phục vụ công đồ để mà định hướng cho cái việc làm công đồ cho tình trạng của chúng tôi. Thưa cha, thì cái việc định hướng cho một vụ tông đồ như vậy thì hiện nay là mình cũng chưa còn cụ thể, đúng không ạ? Nhưng mà cái cha có thể nói cho con một chút gì đó về cái kế hoạch trong thời gian tới của nhà dòng có những cái như thế nào không? Về cái kế hoạch tông đồ một vụ của chúng tôi đó, thì chúng tôi đã bắt đầu làm việc trong mấy tháng vừa qua, và có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng tôi cũng sẽ phổ biến điều này cho tất cả các cộng đoàn của chúng tôi. Và như vậy thì cái việc mà có cái kế hoạch mục vụ đó thì chúng tôi sẽ dựa trên những cái đó để hành động, nhưng mà cái kế hoạch mục vụ rồi được dựa trên nền tảng giáo huấn của hội thánh, dựa trên sự hướng dẫn của những vị mục tử của giáo hội địa phương, dựa trên hiến pháp, dựa trên quy luật, dựa trên sự chỉ đạo của trung ương giáo và dựa trên tất cả những ý kiến đồng thuận của hội đồng quản trị. Vậy chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch rất là cụ thể, và trong thời gian sắp tới thì chắc chắn mọi người cũng sẽ có thể biết được. Dạ vâng, thế như vậy là tôi cha con hiểu rằng là cho nên bây giờ thì nhà dòng cũng đang làm kế hoạch và cũng chưa còn kế hoạch cụ thể. Thế nhưng mà vừa qua thì lại có một cái việc là tạm hoãn việc khám bệnh cho một số anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cái việc đó đã gây ra một số cái lời đồn đoán rằng là cha đã cấm cái việc này. Vậy thì thưa cha, là cha nghĩ như thế nào về cái việc giúp đỡ các thương binh? Tôi về ý kiến của bản thân tôi, việc giúp đỡ anh em thương binh là điều tốt. Điều cần nếu anh em đó có những nhu cầu mình có thể giúp được thì mình phải giúp. Cái điều đó tôi không hề và tôi chưa bao giờ ra lệnh cấm. Đó là điểm mà tôi muốn phải khẳng định, bởi vì rất nhiều lần đồn đoán có lẽ họ không biết rõ, cho nên hôm nay tôi khẳng định tôi chưa bao giờ cấm. Và cụ thể là em tôi cũng đã là một thương binh, thì không lý do gì để mà tôi nói cái chuyện mà không giúp đỡ anh em thương binh. Tôi ủng hộ điều đó vì đó là điều tốt. Dạ. Như vậy thì thưa cha, là con hiểu ra cái vấn đề là cái việc vừa qua những lời đồn đoán như vậy là cái việc cha đã không có lệnh cấm, cũng chưa có những cái hành động nào để mà ngăn cản cái việc khám sức khỏe của thương binh vừa qua. Và cái việc tạm hoãn vừa qua chỉ là cái vấn đề là sử dụng cả cái cơ sở của nhà dòng với cái việc đó. Vậy thì thưa cha, là việc sử dụng cả cái cơ sở của nhà dòng cho cái cả hoạt động của nhà dòng thì nó là như thế nào, thưa cha? Xin cha cho con biết. Về việc sử dụng cơ sở cũng như là các việc nhân danh nhà dòng để làm cái gì đó thì trước tiên nó phải được sự đồng ý của những người có trách nhiệm. Rồi đồng thời có sự đồng thuận của những anh em trong cộng đoàn để một việc gì mình làm, một việc bác ái, một việc mục vụ hay là một việc giúp đỡ, thì nó phải là một việc chung chứ không phải là việc của cá nhân. Cho nên cần có sự đồng thuận của anh em. Khi chưa có sự đồng thuận thì nó có thể gây chia rẽ. Vậy cho nên tôi nghĩ rằng khi làm cái việc gì nó cần phải có một cái sự đồng nhất với nhau để việc làm nó mới đem đến cái kết quả vừa tốt đẹp mà thực sự có giá trị. Dạ, thưa cha, con cảm ơn cha đã vui lòng chia sẻ cho chúng con biết được về những cái vấn đề mà chúng con tới những cái cộng đồng nhiều người, cộng đồng mạng cũng nhiều người khắp nơi còn phân vân qua những cái đoạn vừa qua cũng như vấn đề xảy ra. Rất cảm ơn cha đã vui lòng đã nhận lời cái cuộc phỏng vấn hôm nay, và cũng xin chúc cha có nhiều cái thành công và được cái
sự phù hộ để mà hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Xin cảm ơn.